Vô chào bạn nào vậy? Mình là Tam Giới Văn Minh đấy bạn. Chào mừng bạn đã đến với kênh mình thân bạn đó. Thì ra đây là lần cuối cùng mình đổi tên bạn gì và đây đây sẽ là lần cuối cùng bạn gặp mình với bạn gì sau video này nha. Bạn sẽ không còn gặp mình đâu vậy, tại đây là video cuối cùng mình là bạn gì. Mình xin nghỉ làm YouTube nhé bạn gì, mình sẽ không thể nào chưa nói đó. Càng làm video càng giảm, rõ ràng là mình không giá giỏi cái nghề này nào các bạn ơi. Thích thì thích nhưng giỏi ràng không giỏi lúc nào nên thôi, nên nghỉ thôi khi mà này nọ thứ bệnh đó. Thì nghĩ đi bạn, và trong video cuối cùng này ta sẽ chơi Ronin the Last Samurai với bạn, chương 8 tầm bằng sập tối với bạn đó. Chơi rất là khó luôn bạn, muốn chơi được chơi này bạn cần phải chơi con cung như mình nha bạn đó. Đã thử chơi con kiếm rất nhiều lần để mà qua được màn này rồi nhưng mà không thể nào qua được bạn, do cái màn này là mà đánh theo sóng thứ bạn vậy, giống như mà giống như chung bốn vậy này, mỗi một ải chỉ là có đến ba sóng bạn, và sau khi hết thời gian rồi mà bạn vẫn tiêu tiêu diệt được xong hết cả đợt trong một sóng. Khi thời gian kết thúc á thì mình đợt trong sóng tiếp theo sẽ xuất hiện và với bạn bạn vậy, cho nên là mà này cần cần cái cần phải chơi con cung của bạn đó để phải giết địch được nhanh nhất có thể bạn đó. Thì ở con cung mới giết được được nhanh thôi, chứ còn con kiếm thì nó chậm quá nên là cho không được bạn đó. Thì mình đang sử dụng cái tinh hoa thống khổ các bạn gì, tinh hoa thống khổ chơi con cung bạn nên sử dụng mấy tinh hoa thống khổ bạn đó. Tại cái tinh hoa thống khổ thì phải nói thì rất là thích hợp cho con cung luôn, do này nó có thể tăng đam sau khi sử dụng đỉnh nó công nặng, và đồng thời cũng là tăng tốc đỉnh nó công nặng sau khi mà đã phản kích thành công các bạn đó. Chứ không những thế, cái cần tới công nặng của con cung này có thể bắn xuyên đối phương các bạn vậy, có thể tiêu diệt được nhiều mục tiêu nếu như mà xếp theo hàng các bạn đó, nhưng có thể khiến cho địch chết dễ dàng và nhanh gọn lẹ hơn đó, rất là thích hợp cho con này của mình đó. Cái build mình thì mình sẽ để ở cuối video với bạn đó, anh có thể xem và tham khảo cũng như là nâng hư bạn đó. Muốn chơi được bài này mà chỉ khiến bạn là cho em chơi con cung cùng với tinh hoa thống khổ của bạn đó. Thì màn này bạn cần thực sự rất nhiều đam và cũng như là tốc độ đánh để mà hãy qua màn nhanh nhất có thể bạn đó. Nếu không thì địch sẽ bị cộng dồn lại và sẽ không thể nào đánh được hết đâu bạn đó. Ok, mà này thì bạn cũng nên nâng thêm cái mắt ưng nếu có nha bạn đó. Mà này có thể bạn cần phải nói ưng mới thắng được bạn đó. Không có mắt ưng đánh sao bạn, đánh cứ hụt hoài luôn, kinh khủng thiệt. Thì bạn địch trong mà này rất là nhanh nha bạn, nhất là con boss cuối, con boss cuối phải nói nguy hiểm nhất luôn đó. Mà này thì nó có 10 mà nè bạn vậy, có 10 ấy à. Ok, nhưng mà mỗi ải phải nói thì rất là nhiều địch thứ bạn đó. Mà đánh mà không hết trong một sóng thì nó sẽ bị dồn vô rất là nhiều luôn đó, rất kinh khủng. Nó lại một điều rất là tiện lợi khi chơi màn này bằng con cung nữa bạn, đó chính là chiêu thức của con cung này là có thể giết hết địch trong một ải nhé bạn đó. Nữa bạn hãy nhớ luôn để dành chiêu nữa bạn, để mà đề phòng khi mà nó như bạn bị bọn địch nó dồn vô hội đồng lại này kia đó, như bạn hãy dùng cái chiêu phát tinh đó để mà giết hết tất cả nha bạn đó. Mà này da mà này thật sự cần phải chơi con cung của bạn, chơi con kiếm thấy không qua nổi. Ok, mà này cũng rất là nhiều con súng mà cũng như là pháo nha bạn đó, nên là bạn cần phải mở to mắt ra mà nhìn thứ bạn đó. Bạn mà chỉ nhìn vào mấy con đang tiến tới bạn không thì rất là khó bạn. Đó chính là lý do sao mà mình chơi con kiếm mà này mình cứ bị thua hoài bạn, kiếm không thể nào qua nổi luôn, kinh khủng. Con cung mình gọi hay xua qua được, còn con kiếm mình không chơi qua nổi được đó. Ok, đây là con boss đầu tiên chúng ta bạn, Samurai ưu tú Higano Masan Ori các bạn đó. Con này đã từng xuất hiện trong cái màn 4 á bạn, gì trong cái chương 4 á, thì con này cũng không khác gì đâu, nên là cứ bạn nhớ cứ nhớ chiêu và đánh thôi bạn đó. Mấy đoạn tấn công của con này thì nó cũng rất là dễ đoán, đánh rất là chậm nên là rất là dễ đỡ nha bạn đó, nên là hãy qua được dễ dàng đó. Cái con chống mà này mình chỉ sợ nhất là mấy con mấy cái mà mình mấy con quái bình thường thế này bạn gì, tại vì mấy con này thì như bạn thấy trong một sóng thôi mà hiện đến bốn con rồi, mà trong khi đó mà các bạn mà không mới tiêu diệt được hết tất cả trước khi mà hết thời gian đó thì mấy con trong đợt sóng tiếp theo sẽ xuất hiện và hội đồng bạn kinh khủng hơn nữa bạn đó. Nên là mà lại cần phải sự cần phải chơi con cung các bạn, không muốn chơi con kiếm được, kiếm đánh chậm quá. Ok,
Nhảy. Ok, sống cuối cùng trong cái ả này rồi. Thôi. Ok. Ui giời ơi, các bạn thấy không? Chơi công mà vẫn cầm bị nó bắn chết thế này, chơi con kiếm sao chưa nói với bạn. Ôi trời. Ok, tập trung cho nào. Ok, rồi. Rồi. Ok. Đi giống sót các bạn, cái này nâng nâng rất nhiều thứ liên quan đến sống sót nhiều vô bạn ơi. Mà cần phải có cái nhiều máu đó. Máu hoặc đam để mới qua được bạn này. Ok. Ui trời. Nếu còn bó cuối trong mày sẽ có liên quan đến con ma nữ trong mấy màn chơi nha bạn vậy. Mà nào mà chơi trò này hoặc có xem mấy cái video cũ về mình về cái trò này mình làm á thì bạn sẽ biết đến một con ma nữ boss nha bạn đó. Ở con ma nữ đó thì mỗi lần mà chuẩn bị đánh nó đó nó sẽ nói rằng là có, thì sẽ nói tên có một ai đó xong rồi nó sẽ bắt đầu đánh tấn công bạn không đó. Và người mà con ma nữ nó tới tới chúng ta chính là con boss cuối trong màn này với bạn đó. Anh nơi sẽ cho bạn nhớ nữa bạn sẽ gặp nó đây. Ok. Như mà thấy mà này nó chơi hòa đồng rất là kinh khủng luôn bạn đó. Mà này ta có đến 3 thằng ninja các bạn ơi. Rất kinh khủng. Hai thằng đam mà thằng độc các bạn vậy. Nhưng mà cho đến mà ninja này rồi bạn hãy dán đánh sao mà không cho nó đụng chạm một người bạn vậy. Mà để nó đụng chạm vô người hai thằng đủ chết. Như là những khúc mở ném phi tiêu các bạn đó. Nhà bọn ninja này kiểu như là mini boss nên có hiệu ứng như bạn đó. Làm đấy cũng khôn hơn rất nhiều so với con ninja bình thường đó. Kiểu như là biết đỡ cái kiểu như bạn thấy. Xong, ok. Mà đấy là châu các bạn đó, nhưng mà vẫn chưa bằng hai con boss cửa đâu. Ok, ông lão này chó gì đây, trời ơi. Tại do mấy cái gì đâu không mà trời ơi. Đang đau mà giảm được thế còn giảm máu hả? Hồi hồi hồi. Trời ơi, mình nhớ mỗi khi mà ông lão cho hai lựa chọn đó các bạn. Không có gì đợi hết. Thôi, giảm máu các bạn gì mà không nên giảm được thế. Mình mà này thì chó đi da bạn. Một sự kết hợp rất là kinh khủng. Ok. Em hãy hành thành xong cái sóng này nhanh nhất có thể. Ok. Okay. Xong tiếp theo đây có mấy thằng kiếm sĩ cộng với pháo bạn đó. Mà này cũng sợ nhất mấy con pháo nữa bạn ơi. Giờ là địch rất là nhiều. Cộng thêm với mấy con bắn tầm xa này thì rất kinh khủng. Ok. Cái sóng cuối này thì đây có mấy thằng samurai thôi. Ok dễ rồi. Samurai đánh rất là dễ mà. Mình thuộc hết tất cả cái combo nó này nè nha. Ok. Đây. Là con này các bạn, Yamaga Gasu các bạn vậy, chính là cái con mà các bà ma nữ hay nói tới mỗi khi mà chuẩn bị đánh bả các bạn. Còn hay như cái cốt truyện này như cái con này cũng như là chồng của bả sao. Ok.
Nhưng bạn thấy con này chỉ cần để cho nó đụng vô người bạn một cái thôi cũng đủ chết thưa bạn. Cái gì nhất đánh bại được con này, thứ nhất là học hết tất cả cái chiều của nó, cộng thêm cái mắt ưng nữa để mà đỡ được hết tất cả các đòn tấn công đó bạn. Còn nếu như bạn mà đỡ không giỏi á, hay bạn phải nâng hơn nhiều kinh thế thì có thể chịu đựng thứ bạn đó. Các bạn mà chịu đựng không nổi để nó động chạm vào người bạn một phát thôi cũng chết thôi bạn đó. Hình như bạn thấy lúc nãy vừa phân thân ra không đó, mỗi lần mà phân thân ra như vậy bạn phải giết từ các phân thân nó nha bạn đó. Bạn mà không giết được các phân thân nó để cho nó biến mất á là sẽ hồi lại máu cho con này nha bạn đó. Lúc nãy mình do mình đã giết được phân thân nó trước khi mà nó biến mất nên là mình đã được hồi máu đó. Ui trời, như mà thấy mình đỡ khá là ok nên là cứ thế mà đừng giọng bệnh đó. Mà mình đỡ được như vậy cũng chủ yếu là do cái mắt ưng thôi bạn, vậy mà này chơi có mắt ưng mình mới đỡ được như vậy, còn không mình là hụt mà. Ok, đây là dạng hai, nó dạng cầm kiếm bạn. Dạng cầm kiếm này thì chắc mình không đỡ được nên là mình sẽ dùng chiêu với bạn đó. Muốn đỡ được cái đoạn kiếm con này thì để nói thiệt chỉ có thể dùng chiêu mà giết thôi bạn đó. Cái đoạn kiếm con này nó nhanh lắm, mình đỡ không nổi, phải dùng chiêu với được bạn đó, như bạn thấy đó. Nên là con này thì bạn đánh đến khi nào mới sử dụng kiếm á, mà dùng chiêu cái rồi xong các bạn đó. Nhớ để dành chiêu khi mà nó sử dụng kiếm nha bạn đó. Ok, xong các bạn. Đây là video cuối cùng mình bạn đó, nên là mình thật sự không có gì nhiều để nói nữa. Nên là tạm biệt các bạn nha bạn. Vậy tạm biệt luôn á, đây là cái biểu mình nữa bạn. Đó, nên nó có nhiều đồ già nữa mà hãy qua được cái mà này bạn đó. Ok, các bạn cũng đừng lo mình quá, mình đã có việc làm ổn định này. Đó là một trong những lý do sao mình nghĩ là YouTube mạnh. Do có việc làm nên là thời gian quay cũng ít đi, nên là thôi nghĩ làm YouTube của mình đó. Tạm biệt các bạn, tạm biệt.